Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oat Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oat Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Nhà hàng Liberty Palace với phong cảnh sang trọng, hiện đại và ấm cúng, cùng dàn đầu bếp chuyên nghiệp, nơi lý tưởng để tổ chức các bữa tiệc cưới hỏi, sinh nhật cũng như họp mặt bạn bè. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chiêu đãi, chắc chắn nhà hàng Liberty sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu của quý khách để tất cả các bữa tiệc lớn nhỏ đều được hoàn hảo, bảo đảm là quý khách sẽ hài lòng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Peter Hồng qua số 0408 066966 hoặc đến thẳng địa chỉ 2/256 Chapel Road, Bankstown, New South Wales 2200. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, sinh hoạt chính tại Úc trong ngày hôm nay vẫn là vấn đề trưng cầu dân ý Voice to Parliament mà nhóm đối lập đã loan báo thành phần quan trọng, trong khi chính phủ tiếp tục vận động cho nhóm ủng hộ, tức là Yes Vote. Về mặt an ninh quốc phòng, có cảnh báo mới về nguy cơ chiến tranh và sự chuẩn bị của nước Úc. Trong khi đó, thì tại New South Wales, chính phủ và nghiệp đoàn Hỏa Xa đã đạt thỏa thuận và hy vọng các cuộc đình công sẽ không còn xảy ra trong tương lai. Và sau đây, kính mời quý khán thính giả theo dõi phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2023. Sinh hoạt chính trị, trưng cầu dân ý Voice to Parliament. Thành phần chống đối No Vote được chính thức loan báo. Trong một cuộc trưng cầu dân ý, bao giờ cũng có hai thành phần, một nhóm gọi là Yes Vote và một nhóm gọi là No Vote. Đây là một hình thức sinh hoạt dân chủ để cử tri có thể có sự lựa chọn rõ rệt. Thông thường Yes Vote là của chính phủ và No Vote là của những thành phần chống lại chính sách, nhưng sự lựa chọn sau cùng vẫn là của cử tri. Và trong một cuộc trưng cầu dân ý thì nhóm Yes Vote chỉ có thể thành công nếu đạt được hai đa số. Đa số thứ nhất là đa số cử tri trên toàn quốc và đa số thứ nhì là đa số tại ít nhất là 4 tiểu bang trong tổng số 6 tiểu bang. Hôm qua, thành phần chống đối tức là No Vote đã được loan báo, gồm những nhân vật có tiếng tăm. Đứng đầu là cựu phó thủ tướng John Anderson thuộc Đảng Quốc gia. Thứ nhì là nghị sĩ Jacinta Price, hiện đang là lãnh tụ Đảng Quốc gia tại Bắc Úc. Nhân vật thứ ba là ông Warren Mundine, nguyên là chủ tịch Đảng Lao động, nhưng nay là thành phần quan trọng của Đảng Tự do. Và ông Gary John là một cựu chính trị gia Đảng Lao động. Riêng về ông Mundine, thì ông đã nêu ra một ý kiến là cuộc trưng cầu dân ý có thể bao gồm cả tập thể di dân và người tị nạn, là thành phần đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của Úc Châu trong suốt nhiều thập niên qua. Tuy nhiên, một cách chính thức thì tổ chức di dân và người tị nạn FECA thì lại ủng hộ sáng kiến Voice to Parliament này. Như vậy là thành phần gọi là No Group gồm nhiều chính trị gia kỳ cựu, và lập trường chung của nhóm này là ủng hộ việc công nhận cộng đồng thổ dân trong hiến pháp, nhưng không phải dưới hình thức Voice to Parliament. Vào thời điểm này thì lãnh tụ liên đảng đối lập Peter Dutton vẫn đang nghiên cứu vấn đề và ông đã nhận lời tham dự một cuộc họp của ủy ban gọi là Referendum Working Group tại Quốc hội Canberra. Tuy nhiên, lãnh tụ Peter Dutton chỉ có thể tham dự cuộc họp qua mạng từ Sydney vì ông cần phải có mặt để tham dự tang lễ của cố hồng E. George Pell tại nhà thờ chính tòa St. Mary ở trung tâm thành phố Sydney. Trong khi đó, thì nhóm chủ trương tức là Yes Vote cũng bao gồm nhiều lãnh tụ thổ dân và chính trị gia sẽ được xác nhận vào cuối tháng 2 sắp tới. Sinh hoạt chính trị, trưng cầu dân ý, lãnh tụ đối lập tham dự phiên họp của nhóm làm việc. Theo nguồn tin Sky News, lãnh tụ liên đảng đối lập Peter Dutton đã chấp nhận lời mời của Thủ tướng Albanese và sẽ tham dự một buổi họp của nhóm làm việc tức là Working Group qua hệ thống Zoom trên mạng. Lý do mà ông Dutton không thể trực tiếp tham dự cuộc họp tại Canberra là vì ông cần phải có mặt tại Sydney để tham dự tang lễ của cố hồng E. George Pell,
được tổ chức tại Vương cung Thánh đường St. Mary trong cùng thời điểm. Ngoài lãnh tụ đối lập, thì phát ngôn viên của Liên đảng đối lập Julian Leeser cũng bày tỏ ý muốn tham dự buổi làm việc với thành viên của Referendum Working Group tại Quốc hội ở Canberra. Cho đến nay, lãnh tụ Peter Dutton vẫn chưa có lập trường dứt khoát, vì có vẻ như các dân biểu và nghị sĩ đảng tự do vẫn chưa đạt được sự đồng thuận. Trong khi đó, thì về phía đảng quốc gia, lãnh tụ David Little Brown đã loan báo là đảng quốc gia ở cấp liên bang sẽ chống đối cuộc trưng cầu dân ý lần này, tức là thuộc nhóm No Vote. New South Wales, chính phủ và nghiệp đoàn xe lửa đạt đồng thuận giải quyết tranh chấp. Một cuộc tranh chấp lao động kéo dài trong nhiều năm có vẻ như sắp được chấm dứt khi nghiệp đoàn công nhân xe lửa đã đồng ý với đề nghị của chính phủ Perrottet. Nhắc lại là cuộc tranh chấp này liên hệ đến vấn đề lương bổng và điều kiện làm việc đã kéo dài hơn 12 tháng và nhiều cuộc đình công đã xảy ra gây nhiều khó khăn cho cư dân Sydney. Thỏa thuận giữa hai bên sẽ được đệ nạp cho Ủy hội làm việc công bằng để được chính thức xác nhận. Thỏa hiệp này sẽ có giá trị trong 2 năm và 93% trong tổng số 10.000 công nhân ngành hỏa gia đã biểu quyết chấp thuận. Trong thỏa hiệp này, lương bổng sẽ gia tăng 2,53% trong năm đầu tiên và tăng 3,05% trong năm thứ nhì. Ngoài ra, thỏa hiệp này cũng cho phép công nhân được nghỉ hộ sản và chăm sóc sức khỏe gia đình, trợ giúp công nhân trong vấn đề bạo hành và vấn đề trợ cấp an toàn. Bộ trưởng quan hệ chủ thợ New South Wales, ông Damien Tuthope, nói rằng cuộc tranh chấp đã chấm dứt. Điều này có nghĩa là những cuộc tranh chấp của nghiệp đoàn sẽ không xảy ra trong tương lai và người dân Sydney sẽ không gặp khó khăn trong vấn đề di chuyển mỗi ngày bằng phương tiện công cộng. Ngoài ra, thì chính phủ liên đảng New South Wales cũng nói rằng với thỏa hiệp này thì chính phủ cũng sẽ bắt đầu chương trình sửa chữa hệ thống xe lửa trị giá 300 triệu đô la để gia tăng sự an toàn cho cả công nhân và hành khách. An ninh quốc phòng, phúc trình duyệt xét cấu trúc quân đội và nhu cầu quân sự sắp được đệ trình chính phủ. Đây cũng là một cam kết bầu cử trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 năm 2022 vừa qua. Và sau khi nắm chính quyền, Thủ tướng Albanese đã thành lập một ủy ban cứu xét để cấu trúc quân đội và nhu cầu quân sự của nước Úc sẽ được cải tổ để có thể thi hành nhiệm vụ tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ủy ban này gồm cựu Bộ trưởng Quốc phòng trong chính phủ lao động ông Stephen Smith và cựu thống chế không quân tướng Angus Houston. Ủy ban này được ủy nhiệm để nghiên cứu, sau đó đệ trình cho chính phủ một cấu trúc mới của quân đội, cũng như những ưu tiên đầu tư trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Nước Úc hiện đang đối diện với nhiều thay đổi về địa lý chính trị, và Trung Quốc là cường quốc đang lên, đang tạo nên nhiều thay đổi trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Bởi vậy, cuộc nghiên cứu này là nhằm cứu xét một cấu trúc mới, cũng như nhu cầu về quân sự và liên minh với Hoa Kỳ. Ngoài mối đe dọa từ phía Bắc Kinh, còn có một sự thay đổi lớn lao sau khi Liên bang Nga xâm lăng Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 đến nay. Và do đó, cuộc duyệt xét này sẽ cần phải cứu xét trên hoàn cảnh mới để tái cấu trúc quân đội và nhu cầu về quân sự, kể cả vấn đề đầu tư ngân sách quốc phòng. Những điểm chính của cuộc duyệt xét này bao gồm thứ nhất là nhu cầu của nước Úc trong bối cảnh địa lý chính trị đương đại. Thứ hai là khả năng quốc phòng của quân lực Hoàng gia Úc Châu. Và thứ ba là mối quan hệ giữa một cuộc chiến tầm xa và một cuộc chiến gần lục địa Úc Châu, vì điều này sẽ ảnh hưởng đến các loại vũ khí mà Úc Châu cần đến, cũng như mối tương quan giữa lực lượng bộ binh không quân và hải quân. Và điểm quan trọng thứ tư là khả năng phòng thủ dẻo dai của Úc. Sau cùng là cuộc duyệt xét lần này sẽ đưa ra những lý lẽ cần thiết để thuyết phục cư dân Úc về nhu cầu phát triển trong lĩnh vực quốc phòng, đặc biệt là tầm vóc của ngân sách, tương đương mức độ 2 hoặc 3 và có thể là 4% của tổng sản lượng nội địa GDP. An ninh quốc phòng, cạnh tranh với Trung Quốc, Úc Châu gia tăng sự hiện diện tại quần đảo Solomon. Sau khi quần đảo Solomon ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc vào tháng 4 năm 2022, thì Úc Châu đã đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt để cạnh tranh ảnh hưởng và củng cố quan hệ với nước này. Hiện nay nước Úc không chỉ là đối tác phát triển lớn nhất của quần đảo Solomon, mà còn gia tăng sự hiện diện tại đây. Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương Pat Conroy cho biết, Úc là đối tác phát triển lớn nhất của quần đảo Solomon khi chính quyền Albanese cam kết cung cấp 170 triệu đô la vốn viện trợ phát triển trong năm tài chính 2022-2023. Khoản chi này được dùng để hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế xã hội, sức khỏe, pháp luật, an ninh, giáo dục, hạ tầng cơ sở.
trong đó 30 triệu sẽ được dùng để hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân và dự án trị giá 120 triệu xây dựng trung tâm logistics để hỗ trợ việc tiếp nhận hàng hóa viện trợ của nước ngoài. Bên cạnh đó, sự hiện diện của Úc tại quần đảo Solomon cũng được gia tăng thông qua việc Canberra đã đầu tư 65 triệu xây dựng tòa nhà cao tầng làm trụ sở cho phái đoàn ngoại giao của nước này. Canberra lo ngại ảnh hưởng trong khu vực sẽ bị suy giảm khi Trung Quốc đẩy mạnh quan hệ với khu vực. Vì vậy, kể từ khi Thủ tướng Albanese lên nắm chính quyền vào ngày 23 tháng 5 năm 2022, nước Úc đã đẩy mạnh quan hệ với các nước Thái Bình Dương thông qua việc gia tăng vốn viện trợ phát triển cho khu vực lên tới 1,4 tỷ đô la trong 4 năm để hỗ trợ các nước ứng phó với COVID-19, xây dựng các dự án hạ tầng cơ sở quan trọng, nâng cao năng lực an ninh quốc phòng và trở thành đối tác đáng tin cậy trong biến đổi khí hậu. Chính quyền Canberra hy vọng những nỗ lực của mình và các đối tác sẽ thu hẹp khoảng trống mà Trung Quốc có thể sử dụng để tiến sâu hơn vào khu vực Thái Bình Dương, nơi trước kia có quan hệ chặt chẽ với Úc và Mỹ. An ninh quốc phòng, dự án AUKUS có thể gặp trở ngại mới. Theo nguồn tin của đài ABC Úc Châu, thì tình trạng sinh hoạt tại cơ sở đóng tàu tại Mỹ có thể là một yếu tố gây chậm trễ cho dự án AUKUS. Lý do là vì có ít nhất 4 công trình đóng tàu tại vùng Tây nước Mỹ đang tạm thời ngưng hoạt động. Điều này xảy ra trong bối cảnh mà ba chính phủ Mỹ, Anh và Úc dự trù sẽ công bố một lịch trình xây dựng hạm đội gồm 8 chiếc tàu ngầm sử dụng nguyên tử năng cho Hải quân Hoàng gia Úc Châu. Hiện nay vẫn chưa có tin tức gì từ phía Hải quân Hoa Kỳ là đến bao giờ thì 4 cơ sở đóng tàu nói trên sẽ hoạt động bình thường trở lại. Cũng theo nguồn tin của đài ABC, thì chính phủ Mỹ hiện cũng đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu của chính Hải quân Mỹ. Và điều này đã được hai nghị sĩ Mỹ nêu lên với Tổng thống Biden hồi năm ngoái. Mối quan tâm mới này đã được phát hiện vào thời điểm mà Ngoại trưởng Penny Wong và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Miles đang chuẩn bị nhóm họp Hội nghị Ngoại giao và Chiến lược 2+2 với hai bộ trưởng đối nhiệm tại Anh Quốc, mà chương trình nghị sự cũng bao gồm cả kế hoạch AUKUS, vì Anh Quốc là một trong số 3 thành viên của kế hoạch này. An ninh quốc phòng, Bắc Kinh có thể gây chiến trong 2 năm sắp tới, theo dự phóng của một đại tướng Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sắp sửa thăm viếng Bắc Kinh để gặp gỡ ngoại trưởng mới của Trung Quốc là ông Tần Cương. Tuy vậy, ngày hôm qua, một đại tướng 4 sao của không lực Mỹ, ông Mike Minihan, đã lên tiếng cảnh báo là Trung Quốc có thể mở cuộc tấn công bất hợp pháp chống lại Đài Loan trong vòng 2 năm sắp tới. Đại tướng Mike Minihan, một tướng lãnh đã phục vụ nhiều năm trong không quân Mỹ, nói rằng ông có cảm tưởng là một cuộc chiến có thể gây ra bởi Bắc Kinh vào năm 2025. Một trong những lý do của nhận xét này là vì tại Mỹ cũng như tại Đài Loan đều có cuộc bầu cử tổng thống vào năm 2024. Và với những diễn tiến chính trị này thì Washington và Đài Bắc có thể sao lãng phần nào về vấn đề quốc phòng và Trung Quốc có thể thừa cơ hội này để mở cuộc tấn công bất ngờ. Ít khi nào mà một tướng quân đội có những nhận xét và phổ biến công khai như vậy. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ nói rằng ý kiến của Đại tướng Mike Minihan không phản ánh quan điểm của Bộ Quốc phòng Mỹ đối với Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản, tờ Hoàn Cầu Thời báo tức là Global Times, đã bình luận và chỉ trích mạnh mẽ nhận định của Đại tướng Mike Minihan. Nhưng có vẻ như Bộ Ngoại giao Bắc Kinh thì không có phản ứng chính thức. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.